quý vị thân mến, hôm nay em Ngọc sẽ giải đáp thắc mắc tất cả các câu hỏi của các quý vị cũng như là các cô các bác đã sử dụng đến cái sản phẩm mật ong hoa bạc hà trên vùng cao nguyên đá Hà Giang này. Em Ngọc gửi sản phẩm tận tay cho các bác. Nhất là cái vừa rồi này em Ngọc cũng có cái sản phẩm của nhà em cái trưởng thôn ở trên vùng cao nguyên đá này cho tất cả các cô bác ấy. Thì các cô bác cũng hỏi là em Ngọc là cái hoa bạc hà này thì là cái loại hoa như thế nào, mà tại sao là hoa bạc hà nó lại có cái màu mật như thế, và đặc biệt hơn nữa là nó thơm, không có cái mùi hắc của bạc hà mà nó có hương thoang thoảng thôi. Và nhất là các cô các bác ở dưới xuôi, nhất là trong miền Nam ấy, tại vì là cả nước Việt Nam này thì chỉ có vùng Hà Giang có, và đặc biệt là chỉ có vùng Mèo Vạc và Đồng Văn là cái thủ phủ của cái cây hoa bạc hà này. Thì trước tiên em Ngọc giới thiệu cho tất cả các cô bác biết là cái loại hoa đấy là cái hình thù như thế nào, và ong nó lấy mật từ cái hoa bạc hà vị trí nào. Thì em Ngọc sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người biết cái mật là khi mà cái con ong là nó lấy mật ra, thì nó lấy cái mật từ cái hoa bạc hà ra, nó sẽ là thành cái mật nó màu như thế này, màu vàng ánh chanh chứ không phải là màu xanh lét ạ. Màu vàng ánh chanh mới là chuẩn mật ong bạc hà nhá. Và ở đây thì mật ong bạc hà nguyên chất 100% nguyên chất, sản phẩm của bà con trên này nhé. Đây là cái loại mật ong hoa bạc hà, nó sẽ màu có màu như này quý vị ạ. Đấy nguyên chất như thế này. Cái sản phẩm này em Ngọc còn có nhé, còn có. Nếu cô bác là thực sự quan tâm đến sản phẩm mật ong của hoa bạc hà này, nó có màu dạng như này, rất là đẹp luôn, màu vàng ánh chanh nhé. Các bác soi vào ánh nắng hoặc là ánh đèn ấy thì nó sẽ hiện lên ánh chanh ạ. Bình thường nhìn nó sẽ là cũng có màu ánh chanh nhưng mà nhìn không được rõ mấy. Và sau đây em Ngọc cũng sẽ giới thiệu cho tất cả các cô bác biết là cái cây hoa bạc hà nó như thế nào. Ở đây là các con ong đây, điển hình có một con ong đang lấy mật đây ạ. Đây ạ, đây con ong này này. Đấy, đang lấy mật rất là nhiều ong luôn, kể cả con ong này cũng lấy này. Loại ong này không phải là ong mật mà ong thiên nhiên đấy. Lấy rất là nhiều luôn, đây này, có ong mật đây này. Đấy, bạt ngàn hoa bạc hà ở bên kia xanh lét luôn này. Tất cả ở bên dưới này xanh lét hết, quý vị thấy chưa? Đấy, bên kia đều xanh lét hết. Đây là hoa bạc hà nhá. Cái hoa bạc hà này là nó mọc dại chứ không phải là trồng đâu nhá quý vị nhá. Đây là nó mọc dại lên, năm này qua năm nọ nó có thành hạt ấy, đến lúc nó già nó rụng xuống ấy, sang năm nó lại mọc tiếp. Tại vì ở đây là toàn khe núi đá ấy, cho nên là ở đây bà con ít khai hoang đến, cho nên là nó sẽ được cái màu hoa như thế này. Đặc biệt hơn nữa là cái loại hoa này nó ưa không khí lạnh, chỉ khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm ấy thì là cái loại hoa này nở rộ nhất. Thời điểm này là thời điểm khai thác mật ong bạc hà, bà con lấy cái mật ong hoa bạc hà này rất là tốt ạ. Đây con ong đây nó đi tìm đây. Bà con này thường thường là những cái mùa này bà con là khai thác được những cái mật ong hoa bạc hà chuẩn nhất và tự nhiên nhất. Đây ạ. Rất là nhiều con ong luôn ạ. Đây này. Đấy, đây thì con ong đang hút mật đây. Đấy, đang hút mật đây ạ. Đấy. Đây ạ, đây ở kể cả vùng trên này cũng rất là nhiều bạt ngàn tần hoa cây hoa bạc hà. Mùa này ấy thì là mỗi cây hoa bạc hà nó tiết được mật ra thôi ạ. Cho nên là con ong nó chỉ lấy được loại hoa bạc hà này thôi quý vị ạ. Những cái loại hoa khác thi thoảng có lốm đốm nhưng mà nó lại không tiết được mật nữa, tại vì là mùa này mùa lạnh ấy, họ không, cái hoa đấy không tiết được mật, chỉ có con ong hoa bạc hà, mật ong hoa bạc hà tiết được mật thôi. Đây ạ, con ong đang lấy này, đây rất là nhiều luôn này. Đây ạ. Giải lý một chút là tại sao có cái hoa bạc hà khi ra cái ong nó lại có màu vàng ánh chanh. Đấy là bản thân cái cây hoa nó đã là có cái màu ánh tím rồi, thì lấy cái tiết cái mật ra nó sẽ được cái màu đấy ạ. Đây này, đấy rất là nhiều luôn, bạt ngàn toàn cây hoa bạc hà, kể cả những cái vùng dưới kia toàn hoa bạc hà là nhiều ạ quý vị nhá. Đây này, con ong đây này, đấy đang lấy mật đây này. Đây là đấy, có hai con liền ạ. Đấy, lấy tại chỗ luôn này. Đấy, ở đây có một con đây này. Rất là nhiều luôn. Đây hoa bạc hà. Rất là nhiều. Đây này. Tại sao ở xung quanh cũng có những cái loại hoa khác có hoa nhưng mà nó mật con ong lại không lấy? Tại vì là ở mùa này ở trên này ấy, thì những cái loại hoa khác nó không còn mật nữa. Bắt đầu là mùa này là mùa tiết mật của cái loại hoa bạc hà này, cho nên là quý vị là mua những cái sản phẩm ở trên này ấy, cứ an tâm là nguyên chất đặc hoa bạc hà luôn ạ, chứ không có cái loại hoa khác mà lẫn vào. Cô bác là rất là nhiều cô bác mua đến cái sản phẩm của em Ngọc gửi trên này xuống ấy, phản hồi rất là tốt, rất là ngon, mà tỷ lệ là các bác đặt thêm hàng mua cho người nhà thì người thân rất là nhiều. Em Ngọc xin cũng cảm ơn các bác đã quan tâm đến cái sản phẩm ở trên này. Đây điển hình, đây là cái loại hoa bạc hà, nó có hai loại quý vị ạ. Nó cũng là một cái màu hoa cũng cây đấy, nhưng mà nó có loại ngắn, loại búp ngắn, loại búp dài. Đây là cái loại búp ngắn ạ.
Đây, đây như con ong đấy, đấy, chuẩn bị bay đi. Đây là loại hoa hoa bạc hà nhưng mà loại búp ngắn và loại búp dài. Đấy, cho nên là có một cái loại nó hơi màu vàng ánh chanh và một loại là màu vàng. Hai cái nó lẫn lộn vào nhau nó sẽ được là màu vàng ánh chanh. Nó kiểu dạng như vậy nhá. Cho nên là em Ngọc cũng hôm nay cũng lên đây để giải đáp cái thắc mắc cho tất cả các cô bác biết là cái cây hoa bạc hà nó hình thù như thế nào và con ong nó lấy cái mật từ hoa bạc hà hay là từ loài hoa khác mà các cô bác nhìn thấy các cô bác không hiểu ấy, thì hôm nay em Ngọc cũng lên trực tiếp lên chỗ những cái khe núi cho tất cả các cô bác biết thấy trực tiếp là cái cây hoa bạc hà nó như thế nào và mùa tại sao mùa này lại cái những loại hoa khác lại không có mật, do là ở trên này không khí lạnh rồi ấy, thì là cái loại hoa khác ấy, nó không tiết được mật nữa, chỉ có loại hoa bạc hà nó ưa lạnh thôi. Cho nên các bác cứ an tâm dùng cái sản phẩm mật ong hoa bạc hà nguyên chất ở trên này ạ. Như ở đây thì em Ngọc cũng xin nhấn mạnh lần nữa ở đây này. Cái này em Ngọc lấy đi theo trực tiếp như thế để các cô bác nhìn thấy và trực tiếp. Đấy đây này. Nó sẽ là sản phẩm mật ong hoa bạc hà, nó sẽ như thế này. Đấy, cô bác cứ dùng sản phẩm an tâm. Em Ngọc vẫn còn ạ. Cô bác nào quan tâm đến có thể liên hệ với em Ngọc nhé. Cái số điện thoại em Ngọc là để trên góc trái của màn hình cũng như là trên màn hình cho tất cả các cô bác. Là sản phẩm mật ong hoa bạc hà. Em Ngọc hôm nay lên cũng là chủ yếu để giới thiệu cho tất cả các bác là cái sản phẩm cũng như là sản vật của bà con trên vùng cao này. Đó là một loại hoa rất là quý, mật là hoa bạc hà. Con ong lấy cái mật từ cái loại hoa đấy ra thành mật như thế này, đường nó sẽ màu mật như thế này, có màu màu vàng ánh chanh và cái mùi hương thoang thoảng nhá, chứ không phải là có mùi bạc hà, hắc bạc hà hoặc là uống vào nó cay như cái kẹo bạc hà ấy, là không phải, là uống vào nó mát, hơi mát mát cổ thôi, dịu, rất là dễ uống, người già trẻ nhỏ đều uống được hết. Cho nên là em Ngọc cũng rất hy vọng cô bác là hãy, nếu mà ai chưa được thử hãy thử một lần là cái sản phẩm của bà con trên vùng cao nguyên đá này. Đấy, rất là ngon đây, nhìn vào này. Đấy ạ. Đấy, có màu vàng ánh chanh, màu như thế này, rất là thơm. Thơm dịu thôi ạ, cứ không phải là có mùi hắc của bạc hà quý vị ạ. Cái hoa mật ong bạc hà này thì nó còn có cái công dụng là có cái chất kháng sinh tự nhiên ạ. Quý vị dùng cái mật ong hoa bạc hà vào ấy thì nó có một cái chất kháng sinh tự nhiên vào, nó sẽ tăng cái miễn dịch cơ thể của con người. Và đặc biệt hơn nữa là các bác sử dụng cái mật ong hoa bạc hà này để làm ngâm những cái thuốc như là hoa đu đủ đực hoặc là củ tam thất hoặc là bột nghệ để là chữa cái bệnh dạ dày và cái đánh lưỡi trẻ con và ho này. Nó rất là nhiều công dụng và đặc biệt hơn nữa là có một cái chất để nó chống lão hóa cơ thể của con người ấy. Sử dụng cái này tốt cho phụ nữ và người có tuổi, trẻ em đều dùng được hết, rất là dễ dùng. Nó có những cái công dụng rất là hay, nếu mà cô bác muốn tìm hiểu thêm về những cái công dụng đó hoặc là muốn tìm hiểu thêm sâu hơn thì có thể là xem trên Google. Là search trên Google đây ạ, à, con ong đây nó tự nhiên nó lấy. Đấy, rất là nhiều luôn. Nếu quý vị nhìn thấy ở ngoài này rõ ràng có rất là nhiều loài hoa. Cái hoa này chắc chắn là không có mật rồi. Hoa này nó chỉ có phấn thôi ạ. Là một con ong không lấy, nó chỉ lấy từ cái hoa bạc hà này ra. Cho nên là rất là nhiều luôn. Quý vị cứ yên tâm, có những cái công dụng ở trên này rất là hay. Đấy, trẻ em, người lớn tuổi đều dùng được hết. Nó có vị thanh mát của cái vị bạc hà. Và nó không có mùi hắc mà cũng không có vị cay, nó chỉ hơi mát mát cổ thôi mà có dịu ngọt, rất là dễ dùng, rất dễ uống. Cô bác cứ an tâm về cái vấn đề sản phẩm của bà con trên này ạ. Hôm nay em Ngọc cũng đã giải đáp được cái thắc mắc cho tất cả các quý vị cũng như là các khách hàng ở vùng xa xôi biết, những vùng miền xuôi biết là cái cây hoa bạc hà trên vùng cao nguyên đá này như thế nào. Và em Ngọc cũng đã quay được trực tiếp cho tất cả mọi người xem là cái con ong nó lấy trực tiếp ở cái hoa bạc hà này ra, lấy mật ra để làm thành mật ong hoa bạc hà. Cô bác quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ với em Ngọc nhé, số điện thoại em Ngọc để trên màn hình. Ngoài những cái sản phẩm mật ong hoa bạc hà trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn và Mèo Vạc Hà Giang này thì em Ngọc cũng còn có những cái đặc sản khác như là măng khô của quê em Ngọc. Ở đây thì có em Ngọc có hai loại măng khô ạ. Ở đây là có một cái loại măng lưới lợn. Đấy, măng lưới lợn ạ, tức là cái măng củ dưới cái đất nó còn chưa nhô ra ấy, thì mình đã đào lên luộc và mình phơi nắng tự nhiên nhé. Ở đây là đặc biệt là những cái sản phẩm của quê em Ngọc là phơi nắng tự nhiên, không qua sấy nhé. Ở đây còn những cái phấn tự nhiên đây này, nếu mà những cái sản phẩm nào thì qua sấy thì nó sẽ mất cái phấn màu phấn trắng trắng này đi. Ở đây thì chỗ gia đình em Ngọc ấy thì phơi nắng tự nhiên, mình thu hoạch mang vào những cái dịp mà chọn cái dịp mà nó nắng to ấy thì mình mới thu hoạch. Và một loại nữa là mật ong đây, còn một loại nữa là măng bẹ. Đây là gọi măng bẹ nhé quý vị nhé. Măng bẹ tức là nó đã nhô ra khỏi mặt đất rồi thì mình mới đi thu hoạch về để mình
luộc và mình phơi khô lên. Đấy là măng bẹ và cái măng lứa. Okay, à. Măng bẹ, măng lưới lợn. À, còn một loại nữa là đây có, đây là có sản phẩm là măng bẹ và đây là măng lưới lợn. À, măng lưới lợn tức là măng củ, măng bẹ tức là nó nhô ra khỏi mặt đất thôi. Và có một cái sản phẩm gia vị ở trên vùng ngoài Tây Bắc này, đó là hạt mắc khén. À. Hạt mắc khén là một trong những cái loại gia vị để tẩm ướp cho món nướng hoặc là món rán hoặc là để chế thành cái nước chấm chấm chéo ấy. Thì cũng có rất là nhiều cô bác trong miền Nam cũng không biết đến cái hạt gia vị mắc khén này. Nếu quý vị nào thật sự cần thiết đến những cái sản phẩm trên vùng cao nguyên đá này hoặc là những cái vùng Tây Bắc như hạt mắc khén này, có thể liên hệ với em Ngọc nhé. Em cũng rất hy vọng là tất cả các quý vị dùng những cái sản phẩm an toàn, chất lượng như là tự tay bà con làm ra, đảm bảo mà không có hóa chất, không chất bảo quản thì cũng có thể liên hệ với em Ngọc nhé. Em Ngọc xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều.